Xin chào tất cả quý anh chị đã quay trở lại với xưởng đồ gỗ Phạm Kính. Trong video này thì em lại lên giới thiệu các bác nhà mình hai tác phẩm đại bàng cắp cá. Và trong thời gian qua thì bên em cũng đã đưa ra những cái mẫu đại bàng cắp cá cắp rán trên thị trường thì được rất là nhiều anh chị em nhà mình ủng hộ. Thì ngày hôm nay thì em mới hoàn thiện xong hai tác phẩm này thì em cũng muốn để đưa lên để giới thiệu cũng như là giao lưu với tất cả quý anh chị em nhà mình. Và nếu anh chị em nhà mình mà quan tâm thì các bác nhà mình đừng bỏ lỡ qua video này nhé. Và bây giờ thì không để các anh chị em nhà mình chờ lâu thì em sẽ giới thiệu các bác nhà mình chi tiết từng tác phẩm ạ. Như tác phẩm đầu tiên mà em muốn mang cho các bác nhà mình đây, đó là một mẫu đại bàng cắp cá được làm trên chất liệu gỗ hương ta Gia Lai. Và với cái dòng gỗ hương ta Gia Lai này thì cũng là một trong những cái dòng gỗ mà được rất là nhiều anh chị em nhà mình ưa chuộng. Thứ nhất là cái độ bền của gỗ khá là cao và thứ hai là cái đường vân thì vô cùng là độc đáo. Và với cái tác phẩm đại bàng cắp cá này của em có chiều cao là 90, ngang là 56 và chiều sâu của sản phẩm là 30, được thợ đục thủ công hoàn toàn bằng tay với những cái đường nét thì vô cùng là mềm mại và tinh xảo. Các anh chị em nhà mình có thể nhìn cho em đây, từ diện mặt của chú đại bàng này cũng được thợ đục vô cùng là sắc nét, từ cái phần mỏ hay là lưỡi thì cũng được thợ đục liền khối các bác nhà mình nhá. Và đặc biệt hơn thì với một cái cánh ạ, giang rất là rộng và đục thì tỉa từ mặt trước đến mặt sau. Và với tác phẩm này thì đây các bác có thể nhìn thấy là một cái dáng thế của chú đại bàng đang xà và ở dưới chân thì cắp một chú cá chép. Và với hình ảnh cắp cá chép thì người thợ không bỏ quên đó là những cái gợn sóng ở phía dưới để cho được cái tác phẩm nó được thêm độc đáo cũng như là sinh động hơn. Và với cái tác phẩm này thì bên em đang giao lưu với các anh chị em nhà mình giá là 7.200.000 bao gồm cả phí vận chuyển. Nếu anh chị em là nhà mình quan tâm mã số 1 thì có thể là lựa chọn cho em nhé. Và tiếp theo sang mã số 2 với một tác phẩm có kích thước cao tận là 94, ngang 45 và sâu là 36. Với mỗi một sản phẩm thì bên em chế tác trên một cái phôi gốc khác nhau nên là kích thước nó cũng có thể thay đổi. Chủ yếu là các bác nhà mình ưng cái mẫu nào, dáng thế như nào thì các anh chị em nhà mình có thể lựa chọn cho em. Và với cái tác phẩm này thì cũng là một cái dáng mà cắp cá đây ạ. Thì anh chị em nhà mình thấy là dáng cắp cá thì cũng rất là uy mãnh đúng không ạ? Các bác có thể nhìn thấy là từ cái led này, mặt này hay là cái dáng thế của đại bàng và đặc biệt là từ những cái móng cóc của đại bàng đây ạ, như là một cái vũ khí để săn mồi các bác nhà mình nhá, thì cũng được thợ đục toát ra một cái vẻ vô cùng là khỏe khoắn. Và dưới đây thì cũng là được thợ đan xen đó là những cái gợn sóng và thế đục theo cái dáng thế của cái phôi gốc các bác nhà mình nhá, và gỗ hương thì vô cùng là sáng màu. Bước này thì anh chị em nào nhà mình hữu duyên thì cũng có thể lựa chọn cho em. Và với những cái sản phẩm đại bàng này thì bên em là có ghép cánh các bác nhà mình nhá, ghép cánh thì để tạo ra cái dáng thế cân đối nhất cho tác phẩm ạ. Và với cái tác phẩm này thì bên em cũng giao lưu với các anh chị em nhà mình giá là 7.200.000 cũng bao gồm cả phí vận chuyển nhá. Và nếu anh chị em nào nhà mình hữu duyên một trong hai tác phẩm thì các bác nhà mình có thể lựa chọn cho em hoặc là chụp màn hình gửi qua Zalo của bên em, đó là 0338528529 hoặc 0866789910 thì em sẽ gửi hình ảnh kích thước chi tiết để các bác nhà mình có thể được tham khảo rõ nét hơn nhé. Và kết thúc video thì xin chào và hẹn lại các anh chị em nhà mình trong những video sau ạ.